Rồi ẩn ừ. Sao mà con tẩm á? Cái gì đấy? Ủa cho mặt nó rớt luôn hả? Mới lấy á. Lấu à lấu có ược á. Chứ phải bừng mỡ. Bà chị muốn kinh nó. Bà đây chắc cũng 20 cái luôn á. Mốt con cậy hai cái đi cho mấy. Hai cái hả? Nhân thương em ơi, sao em chịu nè. Thôi em chịu nè. Thôi đứng dậy đứng dậy. Em thương con em quá. Tôi rằng thôi đứng lên mọi người nói chuyện đùa. Rồi em vô quả anh ơi. Em mừng gì sạc cái mơ chứ. Ờ bác sĩ hả? Trời. Ờ anh xem đây đây đây. Cái cô này anh Phong mời ba á. Không Phong á. Không bây giờ. Thôi thôi em chết đi. Đi hiện được anh ơi. Thôi anh ơi thương em ơi. Thôi em lo em lặng xuống. Ờ đứa là bây giờ nè. Bây giờ cô nói gì nghe được chưa? Dạ. Gì? Dạ thương hãy mà dùng cái ma đúng giá nên mà dạ 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 mà dạ tội tội ảnh à. Là 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 anh cọ về anh đưa cái đường hòa chánh rồi để dạ. Em coi thử biết sao dạ. Có rác không nghe không có rác ngoài quẹt nha đi có rồi cả nhà giờ tôi thui rồi. Dạ xin chào cô chú anh chị, hôm nay thì hãy đưa em Lợi tí ho ha đi ra thăm cô Minh. À, đây phía sau có caramel à, và hôm nay thì ấy cũng vừa mới tuyển được một tài xế cả nhà ơi, nhưng mà lương thì ấy không biết là bao nhiêu à, giàu hello giàu rồi à, giàu à, hôm nay giàu cũng nhớ cô nhỏ quá ra thăm cô nhỏ đúng không dạ à, hôm nay thì giàu cũng định phong cho giàu có chức bác sĩ này. Dạ nhưng mà không biết là giàu có cái hoàn thành nhiệm vụ không thì mình chưa biết. Wow bây giờ tới đèo Hải Vân cả nhà. Ôi giời. Ôi đèo Hải Vân rồi cả nhà ơi. Gạch cái giờ cho. Rồi đó cả nhà ơi, đường hầm Hải Vân là đường hầm mà dài nhất Đông Nam Á cả nhà ơi. Trung thì nói chung giàu đi em đi chạy xe là mấy năm rồi giàu? Đi 10 năm rồi. 10 năm rồi. 10 năm kinh chiến rồi hả? Kinh nghiệm chắc cuốn ăn hay là hải sản chắc biết rất là nhiều luôn. Qua hầm này đi 6 km cả nhà. Trạm mà thu phí rồi. Nhìn trạm tốt phải không? Không cứ vô đi. Cứ vô đi. Có tiền nữa. Còn tiền là còn ờ còn tiền đấy không trừ là giá ngược rồi 108.000 nha 108.000 ở ngoài Huế bữa nay trời nó cũng tắc thường cả nhà ơi chuẩn bị mưa lại rồi hôm nay thì hãy ra thăm cô Minh cả nhà ơi bởi vì gần đây thì cô Minh thì không có đem rác về nhưng mà cô lớn á giàu dạ. Nó đem rác về một ngày là 3 lần á anh xem camera mà không biết camera bị sao mà mình nói không nghe nghe camera bị rè rồi bị rè bị sao á à, nếu bị dính mưa nước mưa rồi sao cả nhà trước mình còn la bả còn nghe chứ còn bữa nay la không nghe luôn nên là phải ra chứ còn nhà của mình mà để tầm khoảng 2-3 tháng mà không ra là mệt lắm vì cô nhỏ ở nhà thì nó không có ở nhà nó quẩn anh nó mẹ xuống được rồi lúc mẹ của anh nó hung dữ nên là giờ thì cũng ra mình đợt này để mình nói nhỏ là chắc cũng phải thuê phòng trọ ở luôn rồi bữa chứ còn ở với anh của mẹ thấy khổ chở cô Nga ra đó cô lớn đi chở cây cảnh về chứ chở cây cảnh chứ không có chở rác cây cảnh đi, hả chở cái cây gì về cây giống rồi bữa nay nó không biết là ở phía sau nó chắc hãy nghĩ chắc cũng đài cái nhà phía sau rồi mà để coi thử mà sao hôm nay mình đi ra thì trời nó lại mưa rồi không biết sao mà đốt nữa chứ mình đốt hết cái phía sau nó cho cô nhỏ thì mai giàu xem hôm nay đảm nhiệm cái chức bác sĩ sao có ổn không giàu em đang học kịch bản của anh nãy đi có giàu thì tí nữa ra anh chỉ cho mấy cái kịch bản sơ giàu sơ rồi cái là mình nghiêm khắc nha có bác sĩ Thái thì đóng rất là chuẩn rồi yeah. Bác sĩ Thái thì cũng lâu lâu ra thăm chút bởi vì bác sĩ Thái ở nhà cũng cần lo cho vợ con cả nhà ơi
đi để nhà vợ con, nên là mình cũng lâu lâu bác sĩ Thái đi chơi bữa. Yeah. Bác Phúc thì hôm nay làm chống thấm. Ồ, bác Phúc làm chống thấm, chống thấm cả nhà. Yeah. À, hôm nay Hải ra ngoài Huế thì cũng có thăm mấy hoàn cảnh quý vị ơi, rồi với lại có hoàn cảnh của chú Dũng nữa. Chú Dũng là khối u lớn lớn đó cả nhà. Thì hôm trước có chú của chú Dũng có gọi cho Hải nói rằng là chú Dũng ơi, không có giống mổ quý vị ơi. Đây là được bác sĩ Trung ở bệnh viện Đa khoa Bình Dương đó giúp mổ miễn phí luôn cả nhà, nhưng mà chú cũng không có giống mổ. Nên Hải cũng chia sẻ luôn cho cô chú anh chị biết ha. Rồi bây giờ thì khi nào tới của mình thì hãy chia sẻ cho cô chú anh chị nha. Dạ, bây giờ đi lên đường đi. Dạ. Dạ bây giờ thì Hải cũng đã tới nhà của cô Minh rồi quý vị ơi. Đây con trai, mấy bữa cô Minh đem rác về nhiều không con? À, con đi học vậy hả? Con ở đây con có thấy anh lượng á, rồi đang chờ hóa đô bên anh chạy đâu, anh điện cất. À, để thằng kia hả? Mà mấy bữa nay đem về nhiều lắm đúng không? À, có đụng à, đụng cái hoa mà họ trưng bày đâu thế? Ờ, à, hay hoa trưng bày của người ta lấy luôn. Họ làm xong rồi lại về. À, để chú vô chú coi chú hù bớt phải không? À, xe kìa con. Rồi cảm ơn con trai nha. Con đi học rồi, lớp mấy rồi con? Lớp 6. Lớp 6 hả? Ờ. Bên ơi. Dì Minh ơi. Ủa đi đâu hết trơn à? Để mình xem thử đi đâu hết trời. Ôi trời. Đây 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 đây, phát hiện luôn rồi cả nhà ơi. Trời ơi, đi đâu vậy mà chở gì kinh đi? Ê. Lớn đi đi lấy đồ của người ta về đây hả? Cua. Ê. Chở này trong này có gì đây? Bánh. Bánh gì trong này? Chở về thì chắc đầy nhà nó thử. Ôi trời ơi, có thử cay cối mà sao bệnh đây? Tự nhiên bệnh này cả nhà thích thích đem cay này về nè cả nhà ơi. Giấu. Hey. Đem về làm gì đây? Không có chạy vô nhà đâu. Ô. Ông đem vô nhà ngoài đường ông quan luôn đi có thử. Ồ còn cái này. Đấy. Trời nhổ này về làm gì? Phải cây 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 lên đây. Coi thử ông lấy gì đâu mà. Thôi thôi tôi bắt ông đi bệnh viện luôn rồi. Giờ lên bệnh viện nghe. Thôi đợi đợi đồ cơm. Hey. Cơm. Đi sáng giờ giờ về có chừng này đây hả? Trời ơi có thử. Con này là trong này có gì? Coi thử có gì không này? Trung đâu trung. Đấy. Ôi trời ông chở về nhà đầy nhà vậy thằng gì mà tôi thấy một ngày là chở sáng chở đi về chiến này, trưa chở về chiến này. Chú đào này lắm. Đâu coi thử gì đây? Đâu ôi trời ơi cái đồ cúng này. Ôi trời nó họ cúng họ quan á cả nhà. Nó lượt nó trơn rồi nè, mới á này. Ôi trời ơi bó tay luôn á gì ơi. Ôi mà sao nghĩa ăn mà sao chở nhiều vậy nó hử đậm chó. Ô trời ơi còn nhặt phải chai nữa này, còn cái này đem quan đi chứ ăn cái gì này nữa. Ôi trời ơi thấy khiếp không. Thôi thôi đem quan bớt cái này đi. Thôi kệ bệnh đi đem vô. Hả? Bệnh đi đem vô không có đem vô cái này. Cái này mía không à, có gì nữa không? Bánh bánh dưới á. Ôi trời đồ bánh còn có này. Bánh đưa đem vô. Trời ơi cái đồ họ cúng họ quan hay đâu thôi. Bắp nữa nè. Còn cái này đem vô làm gì? Cái này có trang của ngày người ta họ cúng mà sao đem vô nhà hả? Để chờ chờ. Đi mà lớn đem vô là trừ bây giờ chở đi bệnh viện luôn đó. Thôi chở đi bệnh viện đi. Chở đi bệnh viện đi. Chứ mở ra. Mở gì? Chứ phải chở lớn đi bệnh viện luôn nè. Giờ chở cái này gì đem bỏ chỗ kia đi tí nữa họ người ta họ hút rác. Bỏ đó, không mở ra bỏ đó. Ê? Mở ra bỏ đó. Ừ mở ra bỏ đó đi. Cấm. Cái này mà lớn đem vô nhà là bây giờ chở đi bệnh viện luôn đi. Thôi chở nó đi bệnh viện luôn đi. Chở đi bệnh viện luôn đi. Cơm ấy cơm. Nó khổ thiệt á chứ. Trời ơi nó đem cái cây này không biết anh thích sao mà anh cứ gọi đi anh nhổ mấy cái cây của người ta này. Cây lượm cả vườn á. Ờ. Cơm cái gì? Cơm lấy cơm đi lớn.
cơm trời. Hôi chó nè. Cơm chó nó lớn đem cái cơm đi về luôn chị. Lấy về ăn hả? Lấy về ăn á. Trời ơi. Cơm với bệnh trúng á, đi tự ăn trúng á. Cơm họ cúng mà bỏ đồ. Cúng họ đổ mà thiêu vậy đó. Đó cả nhà này. Còn lấy cái niền này là gì đây? Cái này là gì đây? Cái này là nấu nấu bếp hả? Nấu bếp. Trời ơi ông ơi, tôi sợ ông lắm luôn rồi đó. Đi ra hôm nay vô tình gặp ổng. Ô xịt tới chút xe đang chạy tới kìa. Dắt xe tới, xe đang chạy nè. Cái gì á? Để đây đem quan hết chứ không có đem vô nhà đâu. Để nhà bán, nhà bán hay mở rồi. Để. Xin không, xin không. Để xe đây kìa. Đúng không? Ờ. Đi lấy đồ vặt hả chú à? Bây giờ ba cục rau láo. Dạ. Im để cho mẹ nó mở cửa. Mình tới đây mình cũng rồi nó lại mở cửa đi. Giờ tới trời ngọt tối quá cả nhà. Rồi gọi mẹ đi. Nói mẹ mở cửa đi. Mình lên tiếng là coi là cô không mơ. Mẹ trời ơi. Nó mặc đồ gì tùm lum hết gì mình. Trời ơi, có hử mặc đồ có kiểu gì á. Mà sao mà để lớn nó đi lấy đồ tùm lum về đó hả? Giờ là hết chối cái cãi này ra đây. Ra đây phía trước nói chuyện. Thôi, kiểu này là chắc bắt đi rồi. Chứ không có để ở nhà nữa rồi. Rồi coi hử phía sau. Trời ơi, nước làm gì mà chứa tùm lum hết gì mình. Người gì rồi, cơ. Thôi đi vô đây nói chuyện. Vô đây nói chuyện thì chắc đi về liền luôn. Vô đây. Vô đây, nhanh lên chứ không là... Dạ. Đó. Đâu đó? Trời ơi, khổ ghê rồi cả nhà, nó lớn đi. Sao mà lớn... Mặc cái đồ sao mà nó bẩn dữ vậy, mẹ không giặt đồ cho lớn à? Nó lớn tự giặt đồ đi chứ, bữa nay sao có bụng cũng to cho bái vậy trời, ôi trời. Bưng nửa ngoài á. Gì đâu, mặc đồ vô mà thấy có cùm kinh đi. Trời ơi, thử. Áo gì mà đó về cũng... Nó lạnh nhưng mà mình nói rồi, biết không? Mặc nhiều đồ là đưa đi viện. Mó à con nó bao nhiêu tầm lành nó mới làm đi. Ở phía trên nhá thì phía trên nhá thì mà mặc còn mười mấy cái áo còn dưới cái quần là lạnh nó gì? Mới tắm á. Hả? Mới tắm á. Mới tắm gì trời ơi mà. Tắm. À con tắm á. Đi quay lại thôi. Thôi. Trời ơi. Sao mà con tắm á? Cái gì đây? Ủa cho mặc rớt luôn hả? Tắm mới lâu á. Lâu à lâu có ngược á. Chứ phải bừng mỡ. Lâu á. Lâu gì có hử mấy cái áo? Một. Ô đấy là mày bưng ngủ cả lành á. Thôi thôi lành này quả chứ mà chứ em nó lành quả có hai nó thường xuyên muốn thu hoạch quả muốn xịt thế này muốn xịt thèo anh đi thôi ước mày luôn mà bà cái nhân á sợ mất á để gọi bác sĩ thôi lên lên thôi mày thôi bác sĩ mà chạy nó rã to to đâu rồi cái cục mấy cái đâu rồi bỏ tiền á là mất á. À. Dạ, bỏ đi ăn trong ngoài còn mất á. Nhưng mà mặc đồ gì đâu mà thấy kinh đi. Mó, chị mất kinh đó. Bỏ chị mất kinh đó. Ở đây chắc cũng 20 cái luôn á. Mó, con cậy hai cái đi cho mày. Hai cái hả? Dạ, một cái cậy. Rồi, rồi, để mở mấy cái. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 11 cái. Mó, một, mày cậy cái cho mày. À, mua mấy cái trời ơi. Thôi, thôi gọi bác sĩ đi. Đúng á, mất á, có còn chuyên môn câu hai thôi. Không còn không. Ừ,
không à, cái mô không không đây không phải về không có về kê kê không muốn ăn muốn thịt trên này anh coi hai đi tôi quả anh ơi trời chồng mà chả gì mà mua thịt về mà ở bẵng mà về bắt mua thịt về mời đi chợ về làm rượu nữa quay ra làm cỏ làm lúa thì tôi ăn nhá thì tôi nhá thôi quả anh mới đi ra là khổ lắm lắm thiệt nè là lại đây nói chuyện dạ. Trời ơi, bữa nay có lớn có mập rồi kìa. Sao mà đi lấy đồ suốt vậy, hả? Mà ai hớt tóc mà đi làm cái đường này đây? Mới hớt tóc mà lớn. Có ai đi. Đi chợ về mua nấu nướng cho em ăn là tồi á. Tồi nấu nướng lắm. Nhưng mà sao mà xử lớn nó đi lấy đồ về cây rau tùm lum vậy, hả? Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Đi ra đây. Ra đây chị. Ra đây con chỉ cái này. Kiểu này là chắc phải gọi bác sĩ tới đây chứ không có để được. Nè, nó đi lái cái gì đây nè. Nhìn xem này, ra đây hồi nãy cây cối đồng quang thấy còn kia rồi. Nó đi lái chừng này nè, đồ về đây. Giờ thấy rồi có được không? Đi cả đạm ti đâu. Hả? Đi ti đạm cái thằng đi không hộp kiểu. Không được cho nó lái, để dưới đây chưa? Dạ. À. Mà sao mà sao mà biểu nó đi lái về mấy cái này, về biểu nó đổ hết đi. Còn ngồi vườn đi coi thử sao. Gọi chi mà. Tại ni đem bỏ cho á. Đó bỏ ra hè rồi chắc đầy rồi mũi vô cắn nữa không có ăn không quăng ra ngoài ngoài kia cho đó có chục rồi có chục rồi đây này có chục rồi có chục rồi ôi cho ôi cho chục trời bạn đâu chục nữa không ơi vô nhà bữa nay phải mang cái đôi dép ở nhà chứ ở đây trời nó ướt hết cả nhà đi sợ trơn té cả nhà ơi chui rửa vì giặt rửa mãi chưa anh ơi giặt rửa nè mà sao bữa nay thằng lớn đi lấy đồ một ngày ba lần mà về gì không có nói gì nó với em mừng mà thằng đi lục tục gì đó gì đừng cho nó lấy không trời ơi đây cho xem bên đây chứ không nữa là anh cãi này đây đi đây đụng cãi á có phải không mày đụng cãi với đây cãi đụng cãi là đỏ với em coi ra em đợi cho họ đợi chi con rồi hôm nay thì chắc không dạ. Chắc không được rồi anh ấy rồi sướng con nhỏ quả mới đi mua thịt cho em ăn rồi thằng nhỏ dài lắm để cái này rồi không lắm không được phương phẳng mày về đó băng cháu tôi chạy đi đây nè đây phóng về nè cái tấm nệm này để đâu rồi đây ai đây rồi đậm chí thấy không rồi cái này một ngày mới chở ba lần thì nó cay cối gì gì nhỏ hả có ăn đi mà tự nhiên nội đơn tẹt nhất với nội đi cho bố cho cậu hai nè cho ảm luôn chứ mẫu này ngồi đi chợ không đánh về đi đánh tẹt với của về nữa rồi ơi mà sao mà lại chắc tùm lum ở đây này vậy tẹt với của nè sao mà chắc nhiều dữ hả tẹt với của bỏ của á sao còn trên bàn thờ nói đem nước để nhiều á nước đen chấn để uống á cho sạch á thôi 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 anh ơi trời thôi 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 rồi cho bà ơi gọi điện mày lên rồi trời anh ơi trời không, ơi hôm nay là không có rồi xin em không đi thôi hoảng cứ lợn rồi anh hài ơi trời thương thương con rồi trời em chồng trời khổ tâm lắm mừng mà chứ quẹt là quẹt về qua đêm á đó là đêm gọi bác sĩ đi có trời không rồi em mà khó thì cho em ăn ấy rồi khó thì cho ờ bác sĩ ơi rồi anh ơi rồi trời dạ. Ơi ờ bác sĩ ơi khó thương em rồi anh ơi trời ý là cái chị đi nói mất mà chị không có nghe đây rồi giờ bác sĩ ra rồi anh ơi rồi anh chị ơi rồi bác sĩ đi mua giùm em cái rồi anh ơi rồi rồi thương rồi anh hỏi ơi anh mua tiền cho anh này anh đưa tiền cho anh đưa tiền làm gì không rồi đưa tiền cho em á dạ không rồi bác sĩ ra thương ấy đây rồi ai ơi rồi thương em ơi rồi anh chị này rồi anh chị này rồi anh thương con em quá thôi để đứng đây ngồi nói chuyện đùa rồi em vô quả anh ơi để em mừng chị sạc cái mơ chứ ờ bác sĩ hả tôi ờ anh xem đây 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 cái cô này anh phóng mày ra á không phóng á không bây giờ đưa tôi đâu rồi anh đùa để đi bộ quanh mấy người đâu rồi ạ cũng hẳn đấy rồi anh ơi đó rồi mấy nó mấy anh em đi vô luôn nó mấy anh tiền á sao mất tiền không biết gì hỏi ông này thôi chứ còn tao còn không biết anh em mừng đụn cái cơn dấu á với em là em đờn cho họ em đờn cho họ ảnh là rồi bữa chưa ở đây ra chị minh mặc áo nhiều món nào cũng mệt tầm ảnh ấy
tắm mới chứ rồi em lỡ lặng đi sờ luôn. Em ở nhà em đi chờ, em đi chờ nhà hết. Bữa nay không được đem rác về nhà nữa bây giờ. Thấy có đem về nữa không? Không, còn đem mơ. Chứ sao mà ngày thấy chỗ ba lần. Mà sao camera này giờ nói không nghe nữa không biết. Đâu rồi? Vì mình đâu rồi? Thôi bác sĩ ơi, chắc chiếc này mình đưa đi đi. Mình gọi mấy gọi mấy người vô đi. Anh. Thôi gọi mấy người vô đi luôn. Rồi tôi hai ơi, em đưa cái cảnh đi cho anh coi nè. Cái đưa cái chi? Đưa cái cảnh đi nè, mời mua về cô nhọn mời mua về á. Nhưng mà giờ này đưa cho anh coi ơi. Đưa cái cảnh đi cho anh coi nè, vì là cái cảnh phóng đưa cho anh nè. Phóng đưa cái cảnh đi cho anh nè. Rồi. Rồi. Không phải đứa kia, đem hết cho ngồi không đem cho qua. Không mày đứa chạy điện thoại chứ. Thôi bây giờ thế này bác sĩ. Đứa anh thoại, đứa cái điện thoại cho em, chọn cái điện thoại á. Nên đứa cái điện thoại cho coi này. Bây giờ không có đưa có biết gì hết trơn. Rồi. Thôi bây giờ đã chạy qua mấy năm rồi. Rồi anh ơi. Rồi anh ơi. Rồi anh ơi. Chi mà để đây giờ. Rồi em mừng chui vừa cái bài chi đi. Em đi mua cái chui này, đi mua chui bụng nắm cậy lên anh. Rồi. Tiền đó để cái gì mà tùm lum vậy? Món đồ đồ gạo á, gạo mà sao lại để giường cái giường ngủ mà sao lại để giường? Gạo á. Gạo á, gạo mà. Gạo để trong nhà chứ không được đem ra ngoài. Dạ. Nhưng mà dọn dẹp sau giờ này để ngủ chứ. Dạ. Thế cậu thì các bạn. Để làm vậy này. Dạ ông lớn đi luôn nè, cô lớn nè. Thôi lớn đi, lớn đi đi bệnh viện đi. Đi bệnh viện. Đi đi ra đi bệnh viện. Hay là chở hai mẹ con đi luôn. Mô, đi vui lặng đi, gặp tôi lặng đi. Nói lớn thì không nghe nhưng mà trời ơi. Em đi mua hướng thập á. Nói cho cổ. Anh à, em đi mua hướng thập á. Dạ. Ê, không được tắt điện để đó. Được lò, được nóng cho hẳn á. Để ông quen tận lừa giặt, giặt ạc luôn cho hẳn. Đang chị để mua lớn đi lừng đó thì giờ mô, em cả thằng đi anh à. Mân nói đi cho vui, cả buông. Nói họ ruột đi đuổi mày đứa cũng đít á. Chị không cho đi, cho đi em cho đi, không cho cọ mà không cho con đi mà không mà con buông mà con ngựa đi cho vui được hết hoài hẳn á. Tối nay là chở hai mẹ con đi lên bệnh viện rồi hoài hẳn hết đây. Thôi gọi mấy anh em ra ngoài kia đi. Rồi. Gạo này anh ơi. Trời ơi. Gạo. Ờ hôm rồi là nó không trả đi nhưng mà trừ rồi. Anh ơi. Trời ơi. Trời em chết đi. Đi hiện được anh ơi. Thôi anh ơi. Thương em ơi. Thôi em lo em lặng xuống. Tức là bây giờ này. Bây giờ con nói gì nghe được chưa? Dạ. Gì? Dạ thương anh mà dùng cái mà đúng gia đình mà dạ 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 mà dạ tội tội ảnh là không anh cọ về em đưa cái điện thoại cho anh rồi để dạ. Em coi thử biết sao dạ. Có rác không nghe không có rác ngoài quẹt nha đi có ai rồi cả nhà giờ tôi thui rồi đi ra đây đây coi thử dạ tôi để coi rác qua đổ ra ô cha cái nhà ở phía sau cả nhà ở giờ tối quá chắc mai là hãy ra lại xem nếu được là đốt luôn nè nhỏ đừng quê đi mừng quê đổi á con nói cái gì nè dạ cái cày nó bưa lẩu chưa đấy bây chứ vứt cày bưa lẩu chưa đấy cỏ chi mỡ ở phía sau cái nhà kia ngày mai đốt hết được không dạ đủ hết đấy đốt hết ngồi chưa dạ. Mai đốt nè dạ dạ còn tụi nó giòn hết anh hỡi anh hỡi tụi tụi nó giòn ấy không dạ, dạ vứt cái gì không tối nó tối nay mà không dọn sạch là dạ. Mưa là tới chở đi dạ cày nó giòn vứt đi ok cày nó giòn vứt hết đi vứt là nốt chứ không có vứt kèo ra á vứt không vứt ngoài vứt rồi đem vô lại bô lon nữa là vứt vứt rồi đem vô lại đó mới được không mai là đem đốt hết dạ đủ hết đó mới đủ hết anh hết đốt hết dạ hay là bây giờ như thế này không bây giờ như không dạ để định là mai mới nhớ cái gì nhớ vậy nhớ câu hai nhớ mà sao dạ. Ơ dơ vậy nhớ câu hai sao ông lớn đem cái đi đó đó một đổ hết cái này đem vào kia quan dạ thấy chưa cái này đô chạy đô đô bị sối đô đem quan ra ngoài đường dạ chứ còn không đi luôn đó còn cái chuối này để đó ăn cũng được còn cái này đem ra ngoài đường bỏ trong thùng rác đi dạ. Để ăn rồi đau bụng á dạ nhưng lớn ngoài đồ kìa đó trời ơi đi hú ông chở ông đi bệnh viện đâu đâu đứa con lại mặc cái quần gì kìa vậy thầy con ơi ông mặc cái quần gì rồi? Thầy quần ơi con. Ủa chứ chơi gì cái mày ông nội? Thầy quần ơi. Mọi mày kêu nè anh ơi. Cái quần gì? Đưa quay vòng coi. Ôi trời ơi tôi lại luôn á. Mày ông mặc cái quần gì kỳ vậy? Đúng rồi giống như vậy. Thầy quần ơi. Quần mất là em mà giặt đi. Đi sao bố thấy đi. Trời ơi mặc váy rồi. Quần thầy váy. Cái kêu mày à quần hồi mày bố đánh rồi đó. Mày cọ mừng cũng đuôi đó. Cọ cái nụt nụt rồi đó. Cọ chi mó.
Nhưng mà ngày mai đấu thấy cái kia nghe chưa? Dạ. Giờ thì ra đây cũng à, bể quá cả nhà. À cũng giặt cũng nhỏ đi. À ầm giặt nhưng mà cái đó. Kiểu này là đồ sạch đồ mới gì mình? Dạ. Đồ sạch đồ. Đồ sạch bọn bi á. Treo treo đại cửa. Bọn bi á. Nói chung á là dạ. Ở trong nhà đồ sạch đi. Cũng được. Đồ ảo cũng thấy bừng ngay cỏ chi mộ anh ơi. À cũng thấy bừng á, cậu hai nó cô thầm đó sạch mốt. Dạ. Dạ, ngay mới được giòn hết đó anh ơi. Mày đốt hết chưa? Dạ. Gì đốt bây giờ? Dạ. Bà nói mới là không được đem đem rác đem đồ về nữa. Nếu mà dạ. Con xem camera này này, con xem dạ. Này, vậy thấy không? Dạ. Chỉ có coi cái này này chứ không nữa là nói con nói bậy. Dạ. Đây. Dạ. Nhưng mà dạ. Sau rồi gọi do gì á, gì dạ. Đây. Dạ. Này, thấy nó đem về đây không? Dạ. Thấy không? Thấy con lớn này không? Dạ. Có phải nó không? Dạ, con lợn đi lột xúc rồi đó. Rồi đây, ai đây? Dạ, con lợn đó. Đó, rồi dạ. Gì với nó ôm rác của nhà này? Ừ, bà em bức rồi nè. Bức đâu mà bức? À, có hồi có bức không? Có cái rạc, bà em bức, bà hồ bức đó. Hồi chiều, hồi chiều bị sạn, hồi đi rồi rạc. Không được rồi. Tôi thấy cái này là cho đi. Cái, bức luôn. Thì mình đi đâu dài, vợ nhiều rồi. Không, đâu, đồ vua ấy. Dạ, vua đi. Thôi cho đi lại đi chứ không hiểu không được rồi. Tội ảnh à, mới anh đục lạc cho hả? Anh ơi. Xin cái ông này với con dạ. Không biết. Mới anh đục lạc anh ơi. Trời ơi, cô nhỏ thương lắm. Dạ. Gào đi chuỗi đây đấy, chuỗi đây giường á. Cái giường này chắc không ngủ được trên giường này. Mai là dọn giường nó nhỏ dọn để giường ngủ còn cái tắm đi đem chứ còn bỏ chứ. Ô chụp cho. Ôi trời ơi có hử. Cái này là cái gì đây? Cái đó cũng bữa trước ảnh đó. Ăn cái gì? Dạ cái ảnh á. Ồ trời trời trời. Đồ bài cũng của nhà trời á. Dạ dạ. Bác sĩ ơi. Mớ thôi anh ơi, mời em nói cho tôi. Trời chi mớ. Bác sĩ à. Rồi anh. Ồ trời em thấy kiểu này không được rồi. Giường rồi chi bỏ tùm lum đồ dưới đây bác sĩ ơi. Mớ hả? Cái giường đây này. Cũng phải tiên gì tiên họ cũng ăn. Cái tiền nó đúng mà đưa đây con tự. Dạ rồi. Đem áo vô bưng con ra rồi anh ơi. Thôi thôi không được rồi. Rồi, ngay mới cỏ chi mớ, cỏ chi mớ. Có chi mớ nè, cái đó một đống luôn có chi mớ nè. Dạ. Dạ. Anh ơi, tồi anh trời ơi, tồi thua hai em ở cỏ chi mô. Dâu thua anh ơi, cỏ chó thua dâu thua, tồi anh ơi. Thua em rồi, tồi anh ơi, tồi anh ơi. Chúng anh, tồi anh thua anh. Rồi, bỏ cái này ra đi. Chúng mơ mơ bố chó nè, tồi ơi. Buồn về trẻ luôn. Cắt hết. Dạ. Đem cái này không được đeo nữa. Dạ. Còn lớn. Dạ. Đây bạn lấy hết mấy bình nước xuống. Rồi. Đó chỗ mặc áo kìa, không mặc áo dễ thương chưa? Dạ em xịt cho em. Dạ không nè. Vậy. Trời ơi. Không vậy buộc ảnh đi chứ anh ngồi đã được hả? Đây một dây thôi. Dạ, em dạ. Cái chết luôn. Cả chứ mốt cái bua này. Với là áo mặc một cái thôi nè, dạ. Mặc tới ba bốn cái nè. Dạ. Một cái. Mặc áo lấy bua này. Lại đây con coi. Đây áo thôi mà được mấy nơi. Ở nào? Ở này hả? Áo đi này bưng đấy. Đâu đứng này nãy coi cái lớn đẹp không? Đẹp. Sao lại nghĩ sao mà lại mặc cái áo này lớn này? Bây giờ không biết gì khổ thiệt cả nhà. Dạ nên em dục phải đi. Cái ngày càng nặng dần cả nhà. Để mơ đeo lại này. Để ra làm mơ đeo lại này. Đeo được. Rồi không còn cách nào cả nhà. Đó còn cái đống rác nữa. Lợi mắc cười quá bỏ chạy luôn rồi kìa đâu rồi. Lợi. Qua đây. Qua đây. Anh có mượn cái bộ đồ của lớn mày mặc đi chơi không? Mũi chán này, mũi. Sợ luôn. Có mũi, có mũi. Ngồi đây đi con. Ngồi đây vô rồi. Trời. Đâu còn cái cục này nãy ra đây đâu mất rồi. Dạ, đẩy anh ấy. Đâu rồi? Đấy. Mất cái lúc. À, ok. Thua rồi. Dạ. Anh hại được lứa này. Ừ, tức là cho anh đó cho gì đấy hả nó rồi dạ, cắt vừa, đi vừa nọ được nó mới đưa cái cú nhọn thỏa đấy thì, dạ cú nhọn thỏa nó ừ. Dạ. Bí sẵn cũng thỏa đưa cho mà anh thỏa thấy còn đeo dai của ngạc còn ừ, ngạc đồ ba là bắt đi luôn, bác đi dạ. Luôn này. Mà thật sự giờ hãy cũng không biết sao luôn đưa dư lớn cũng đưa lên viện tâm thần mà về gần nặng hơn cả nhà vì Minh cũng vậy mình cũng không biết là có vấn đề tâm linh hay tâm thần như thế nào ở trong gia đình của cô mình nữa nhưng mà phải lâu lâu phải ra chứ còn cả nhà như thấy rác rưới vậy này. Mình mà không ra là giống như là bãi chiến trường. Cách đây hơn tháng hãy ra lần, hơn tháng ra lần cả nhà. Mình đi cũng chia sẻ các hoàn cảnh rồi thì là mình không biết sao luôn. Còn bác sĩ coi sao chứ còn em thấy là không được rồi bác sĩ ơi. Mới em
sáng mai. Dạ. Sáng mai đem cái đó đốt hết. Dạ. Rồi con tới nhưng mà gì á. Đó, đêm đã quan tùm lum tùm la đó thôi. Chánh bắt ảnh á, ảnh đó, anh Hải đó. Bỏ tay vô vậy luôn. Dạ. Ừ. Bây giờ không biết sao luôn. Rót mà để lại không? Rót để lại mời đem bó mấy cái giá này đi nè. Đem giấy bán bớt đi. Bán hết luôn chứ phải bớt gì vậy? Còn hết được. Đem giấy nó ra bỏ một kia đi rồi mời rồi đốt luôn. Thua. Có còn gì chết trong người hầu đánh này. Lớn lượng cái áo này ở đâu à, lớn mặt kìa. Hả? Ai cho đây? Đứng lên anh Hải xem thử. Đứng lên. Cái này mặc cái quần cái váy màu trắng hồi nãy mới đẹp. Ừ. Giờ thua. Nhớ mặt lại. Lại cười. Mặc cái váy màu trắng nó mới thật. Đó, đưa ra coi thử thử sao. Rồi mặc đồ kiểu vậy giờ nó nặng cả nhà. Bị cái gì kỳ vậy ta? Nó bụng mà có gọi là quay vào mà thử quay vào này quay vào á à vậy đi, đi. Khổ thiệt cả nhà đi viện các lớn này tới bệnh viện này để lớn đi bệnh viện như thế này đây thôi bây giờ như thế này hay là thế này đi mới đục một hai cái chai là thế này để gì đi rồi bằng cáo dọn sạch sẽ xong là gì về giờ ở thẳng thôi em dọn cho mới em hột hết luôn hột hết trong nhà dạ. Rồi biết sao hết luôn không xong nữa mà cái quan trọng nhất hốt á không phải là cái chuyện đó dạ. Mà cái chuyện đó gì không được cho người lớn nó đi lấy dạ. Đồ về nữa dạ dạ được không dạ cái ngày muốn đi thì chết rồi có gì mình nói nó nghe thôi chứ còn mình nói thì chắc cũng không có được cái gì. Ừ. Ủa bệnh nó có cô Nga có gửi cho gì mình giàu không? Anh là mời bị ve anh á. Bữa nào có cô kia cho giàu gì không? À, cho giàu. À, dạ. Cho giàu rồi hả? Cho cái giàu anh. Có giàu này không? Có giàu này có không? Có. Có giàu này có không? Con bé nha, con Hà nè. Hả? Mà giàu đi đâu hết rồi? Giàu bên nước. Thỏa thấy luôn rồi. Dạ, thỏa con bé, mẹ ba, thỏa mưng á. Ừ. Dạ. Sức do lớn khỏi mũi cắn nè. Dạ. Trời ơi. Có nó đây mà. Dạ. Không nhưng mà cũng cùng. Ừ. Thôi chắc bây giờ giàu ơi, dạ. Bác sĩ giờ một là mình đưa cổ đi luôn. Một. Để mà em dọn cho em mời em dọn cho. Chắc không? Chắc. Chắc chạy con hai nè. Dọn cái chai này, bác sĩ. Trong nhà chưa sạch mà. Dạ, dòng dạ. Trong nhà thôi đây. Con dạ. Lớn đem cho bao qua đây để hưu dạ. Hình đây mà để. Con tại vì ăn mưa cũng con nhỏ. Ăn mưa. Đó, đem để đó xong rồi đem vô lại đó. Sáng mai đem hút hết quan rồi kia chưa? Mai con kiểm tra một lần nữa. Dạ. Con ăn mưa để lại con hai hết. Ăn mưa để lại con hai hết. Bó tay thì. Khổ ghê thì cái mà sao lớn mũi ở đây không cắn nó nha chứ còn mình vô đây cắn đúng không hồi nãy vô bu giống như mũi rùi mà giống như âm rùi cả nhà rồi bây giờ hãy chắc cũng đi ra ngoài kia kiếm cái chỗ nghỉ ngơi đi vào ơi rồi ăn uống rồi cái mình mai mình quay lại đây. À, còn không nữa hay là giờ mình gọi bên kia xuống luôn. Bắt đưa đi luôn rồi để mình ở nhà mai mình dọn. Ừ. Nhỏ đi làm về. Vậy là giờ á, con nói cái gì á? Trong cái nhà đi á thì dạ, ông mưa lại để lại nhé. Con chỉ nè. Ông mưa để lại rồi. Dạ. Con chỉ gì dạ. Để gì dọn ngày mai con tới kiểm tra nghe chưa? Dạ. Thấy dạ. Dương á, sạch dạ. Sẽ lại. Rồi bên ngoài phía sau á, ở dạ. Chỗ đóng rác ở phía sau á. Dạ. Là gì á là phải đem đốt. Dạ. Chứ không có đem bỏ chỗ nào hết trơn đâu bỏ là gì đem tha vô lon vô lon thì đem để dành để lại bán ve chai dạ. Ve chai thì con thấy cái gì gần đây gì còn có bán dạ. Đúng không dạ. Nhưng mà về cái rác hay gì đó đem đốt hết dạ. Ngày mai trời nó nắng đốt hết dạ. Dạ. Chắc chưa dạ. Hay là người gọi bác sĩ tới bác chạy là để bạn sống mưa tới mà mặc thấy mặc bo cái áo là chở đi liền luôn không chở đi liền chở đi liền luôn một cậy dài rồi còn quá trời này giấy món em còn giấy món này, rồi này. Ừ. Lo nấu ăn cho dạ. Lớn với lại nhỏ dạ. Đi dạ. Rồi con đi ra ngoài nghe chưa dạ. Đi mừng về em chứ không là vừa gọi bác sĩ luôn là mày dạ.
Đây đi ra đây thăm cô Minh cũng như là một số hoàn cảnh ở ngoài này cả nhà. Vô lâu lâu cũng thăm cô rồi cũng dùng cái cách này thôi chứ còn không có cách nào hết trơn cả nhà. Nhà cô Minh lạ lắm. Cô chỉ có sợ bác sĩ thôi chứ còn công an cô không có sợ. Rồi, đấy, xin chào tạm biệt tất cả các chú anh chị. Dạ cả nhà ơi, đây hôm nay đi giao hàng cho cô Hồng cô. Cô Hoa. À cô Hoa. Hoa Hồng rồi. À, đây. Giao cho cô. Đó. À, cô bị đau nhức xương khớp à cô ha. Dạ. Uống khỏe rồi. Cô dạ. Mà cô có điều kiện là cô uống mỗi ngày một chai là ok đó. Dạ. Giờ cô không có điều kiện. À. Hai ngày uống chai. Dạ, hai ngày uống chai. Mà mình đi đây có chương trình là khuyến mãi nè, cô lấy dạ. Cô ngày có khuyến mãi rồi đâu cô. Dạ. Mình có được có mình có điều kiện này. Cô phải dạ. Để dành mà để, trừ không có thôi mua đi. Dạ, mua năm. Nghe nói tới ngày máy là hết rồi. Ngày 31 tháng 12 là hết cô. Dạ. Cô bị đau nhức xương khớp hồi xưa cô uống rất là nhiều thuốc không khỏe đúng không? Cô uống cái này cô thấy đỡ. Dạ. Cô xem kênh của con đây rồi cô mua. Chăm cứu má tháng trời đó. Ví dụ chăm cứu nửa tháng xong rồi nghỉ một tuần cái là vô chăm cứu lại chứ họ không có chăm mình chăm cứu đi. Ý là cô nói là trước khi mà uống cái này á là ngày nào cô đi chăm cứu luôn. Đúng rồi, ngày đó cô đi chăm cứu. Vậy đó. Mà sao từ khi uống cái này cô thấy đỡ. Không có đi chăm cứu nữa. Dạ. Với lại mấy hồi cô hay cái cô trầm ở cứu rồi nó không. Dạ. Chăm để tí làm lưng. Đi làm cái thứ gì cái hái lá vô. Dạ. Sao lên cái lóc lưng nằm nó ngủ luôn á. Dạ. Rồi cái chầm cô chồng mà đủ thứ á. Dạ. Đại tướng quân rồi nữ hoàng cung đồ có đi xin lá ngủ trả rồi cái gì đó. Hồi xưa là cô hay bị đau nhức mệt lắm à. Là bác sĩ nói cô là bị đau sao? Cô bị thoát vị đĩa đệm. Dạ. Rồi cô bị thoát cuộc sống cổ nè. Đau mỏi vai gáy. Dạ. Gì đó. Nhưng mà giờ là cũng trừ cô uống nên là rau này cũng mát từ hồi cô uống thì là mấy tháng rồi cô chưa có đi mình không mình nói sợ xui à thôi đừng không nói có đi bệnh viện à. Rồi cô cũng không có nằm lá đẻ bất già luôn đó. Dạ. Nó lại cứu để già luôn chứ hồi dạ. Đó là nó ra chừng mô cô cắt hết chừng lá vô để nằm không đủ rồi dạ. Còn đi mua thêm giờ trừ dạ. Cô đã nằm đó trời ơi nghe cô nói chia sẻ mà mừng ghê luôn á. Cái này là cái cô này chia sẻ này là những cái lời cô nói là thật tâm đó cả nhà. Đúng rồi, chứ không có cuộc quảng cáo hay là gì cho Hải nha. Nhưng mà mình nghe cô nói như vậy đó Hải cũng ghi lại để cho mọi người biết là cái tác dụng của hát tây sâm này rất là tốt đúng không cô? Đúng như đó. Bình thường đó là trước cô nói là cố ngày thì lọ bây giờ là cố hai ngày cô mới uống lọ đúng không? Hai ngày cô uống lọ. Có tiền đâu mà uống cho ngày uống lọ. Dạ. Giờ được khuyến mãi là cô mua 5 hộp được tặng hộp cho cô. Đúng là tới ra Tết luôn đi. Đi ra Tết uống lên chứ không. Dạ đó dạ. Có tiền đâu mà uống, còn tiền lo cho con học hành. Ủa mà cô hồi xưa giống như cô đi chăm cứu như vậy có tốn tiền nhiều không cô? Cô chăm cứu bệnh viện mình có bảo hiểm á. Bảo hiểm mà chị 80 mình chị 20. 20. Mỗi đợt đó là mấy trăm, 200-300 là 10 ngày đó. Thì tính ra uống cái này cũng lợi hơn chứ cô đi chăm cứu rồi cô phải đi xa cô mất công thời gian đủ thứ đúng không? Ừ đúng rồi. Dạ. Ôi. Uống cái này cũng khỏe mà mình đi làm việc cũng không mệt còn đi chăm cứu chứ chăm cứu đó thôi chứ đi làm cũng mệt chứ bộ con. Dạ. Sáng đi làm tới chiều về cũng mệt. Nhưng mà đãi cái thuốc kia vô là nguy hiểm là nhiều hơn nữa đó. Mà họ nói chăm cứu là cái bệnh của mình là chăm cứu đó thôi chứ hắn cũng không có hết hoàn toàn. Dạ. Không có khỏi. Thành ra mình thôi kệ mình cứ duy trì đấy đi. Dạ. Rồi cái sao cô biết cái sản phẩm người ta cô uống thì cô thấy khỏe rồi. Dạ. Cô ôi trời mừng cho cô quá. Sớm thành thủ lập chụp like uống chồng con rồi xong rồi mà. Đi sớm để về thì còn đi làm nữa. Hồi xưa là phải đi chăm cứu mất thời gian ngày nào cũng vậy cô à. Ngày mô cũng đi. Ôi vậy đó. Là ví dụ chăm cứu họ cho mình chăm cứu hai nửa tháng hai tuần đó. Dạ. Xong họ cho mình nghỉ tuần rồi họ cho mình nhập viện cho lại. Dạ. Họ nhà nhập lại viện là ở lại viện luôn chứ cô là cô về đi làm. Cô uống Hector đông trùng hạ thảo này cả nhà. Bây giờ cô khỏe mình nghe cô chia sẻ vậy quá mừng luôn. Thôi con chúc cô mạnh khỏe nha. Trời mừng quá. Dễ thương quá cô. Có tiền uống liên tục cô hay. Dạ có tiền uống liên tục khỏe ha. Dạ. Của tốn tiền thuốc đó con chứ hồi xưa. Đúng rồi. Mình uống thuốc rồi cũng cho nó. Dạ. Mình đi bến chích đúng rồi. Hồi xưa có uống nhiều thuốc lắm. Dạ. Nhưng bạn là trừ lâu lâu có điện thoại họ bán. À. Trừ lâu lâu có điện là hỗ bệnh xương khớp của cô ra sao rồi. Dạ. Có cần hỗ trợ.
không à. Không nha. Nhiều tiền lá uống nó nhiều tiền lắm chứ bộ con. Dạ. Tiền mỡ mua rẻ không bớt mình mát lắm. Đúng rồi. Sao nó cô biết là bị lừa bình giống như bình bình lừa. Dạ. Uống hồi xưa chắc cô mua sản phẩm hết tôi xăm đông trùng hạ thảo của con này chắc cô cũng có do dự gì cũng lâu lắm rồi cô mới mua đúng không? Cô biết lao rồi mà sao lao quá rồi cô kêu thôi kệ liều uống thử. À, liều uống thử đó. Dạ. Xương khớp cũng ok đó. Dạ. Cô kêu thôi liều uống thử. Liều uống thử đó. Tiền cũng nhiều mà con. Dạ. Mình kinh tế mình ai hết. Dạ. Nhưng mà giờ lâu lâu cô. Uống đi là cô thấy cũng xứng đồng tiền của mình. Xứng đồng tiền hả? Dạ. Thôi con chúc cô mạnh khỏe để đi làm nuôi thay đứa con với lại chồng của cô bị tai biến rồi cả nhà ơi. Cô hồi trước rồi đau ốm nhiều lắm bây giờ. Bữa nay con thấy sắc thái của cô nó cũng là nó khác hẳn cái lúc mà con mới tới đó. Dạ. Ơi, cảm ơn quá cô ơi.